Điểm xuất phát của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở trận đấu này là những cái tên rất quen thuộc với Đặng Văn Lâm đứng trong khung thành. Còn đây là đội hình xuất phát của đội tuyển Nhật Bản. Đứng trong khung thành là thủ môn mang áo số 12 Gonda Suchi. Cầu thủ mang áo số 1 Koya. Thời gian đếm ngược đã hết và bây giờ thì trận tứ kết đầu tiên. Đường chuyền của Tomiyasu. Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Quả đá phạt góc cho đội tuyển Việt Nam. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Cú đá. Vẫn là một pha xử lý quen thuộc của Công Phượng. Và trong một trận đấu như thế này thì những pha lên bóng nhanh, sự quyết tâm cũng như khả năng xử lý cá nhân tốt của Công Phượng là rất cần thiết. Dù không tạo ra một cú dứt điểm đi đúng khung thành. Quang Hải không hề có lỗi biệt vị. Nhưng thật tiếc là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Rissu Đoàn không khó khăn đối với Đặng Văn Lâm. Một tình huống bẻ cổ chân tốt. Tiếp tục là Công Phượng đang là cầu thủ chơi cao nhất trong Yoshida. Một quả đá phạt dành cho đội tuyển Nhật Bản. Sau tình huống tranh chấp giữa Đoàn Văn Hậu với Rissu Đoàn. Là điều bóng của Quang Sơ đã rất cố gắng để khắc phục. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Nhật Bản cũng rất mạnh trong những tình huống bóng chết. Tuyệt vời, đó là Duy Mạnh. Và cản phá xuất sắc của trung vệ mang áo số 2. Đó lại là một phạt góc. Vậy là đối thủ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với tình huống ghi bàn của trung vệ Maya Yoshida. Một thế mạnh của đội tuyển Nhật Bản đã được họ phát huy và có vẻ như là trong tình huống rồi thì các cầu thủ của chúng ta đã không thật sự quyết liệt. Yoshida Maya, đó đều là những người có chiều cao tốt. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi công nghệ ba. Bóng lên trọng tay, đó là xác định của ông Hassan. Cảm ơn ba. Đúng rồi, góc máy này thì đã cho thấy rõ ràng là bóng đã chạm vào cánh tay của Yoshida. Góc máy vừa rồi là rõ ràng nhất. Đó là một quyết định mang đến sự công bằng trong bóng đá. Vừa vượt qua được hai cầu thủ áo xanh. Công Phượng đối mặt với Yoshida. Công Phượng. Thật tuyệt vời, trả pha đi bóng của số 10 đến phía đội tuyển Việt Nam. Tưởng như đã là một bàn thắng quá là mát dành cho Công Phượng trong một màn solo ngẫu hứng mà Công Phượng nhảy múa với trái bóng và một cầu thủ của chúng ta đang bị đau và phải nằm sân, đó là Bùi Tiến Dũng. Đá. Rất khó chịu, bóng ăn đâu đang bật lên. Chờ đợi mình. Tình huống nó chẳng khác gì một bàn thắng. Xuất sắc. Một pha phối hợp đa dạng nhưng các thủ của chúng ta đặc biệt là Phan Văn Đức. Đoàn Văn Hậu đang di chuyển. Đoàn Văn Hậu. Quang Hải. Hùng Dũng. Trọng biên rất hay, trọng bóng. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức không vào. Một tình huống phối hợp tấn công tuyệt vời của đội tuyển Việt Nam vừa được tạo ra. Rất bình tĩnh trong một pha bóng mà có rất nhiều các thủ áo xanh ở phía trước khung thành của thủ môn Suchi Goda. Cú đá nhanh là của Phát Hà đại bóng ở những phút vừa qua của trận đấu. Đặng Văn Lâm. Đều là những chiến binh thực sự. Phan Văn Đức gây áp lực. Và phía sau đang là một cầu thủ chúng ta. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Công vào. Lần này thì Quang Hải vẫn nhanh nhưng hậu vệ của đội bạn cũng nhanh không kém. Cơ hội đến rất gần với đội tuyển Việt Nam. Cho hàng phòng ngự của đội bạn trao đảo. Phan Văn Đức. Một tình huống phải là không có những điểm yếu, đó là sự nặng nề trong di chuyển và khả năng xoay sở chậm chạp. Một pha đi bóng sức mạnh của Hiroki Sakai. Gần 1m90 của đội bạn đều đã lên tham gia.
Chính xác Đoàn Văn Lâm. Đoàn Văn Hậu đối mặt với Lý Sư Đoàn. Hoan hô Đoàn Văn Hậu. Khá nhanh Lý Sư Đoàn. Không vào. Lại là Đặng Văn Lâm. Thật tuyệt vời. Một tình huống mà chúng ta hãy nhìn khuôn mặt của người dứt điểm, tiền đạo Minamino. Khuôn mặt anh ngốc. Là cầu thủ đã đeo bám đối phương. Đặng Văn Lâm. Tình huống mà anh đã làm tung lưới không thành của Đặng Văn Lâm, nhưng đó là khi Bùi Tiến Dũng áp sát. Tuyệt vời. Quá hay. Và cái bóng tuyệt vời của Nguyễn Ngọc Hải. Đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm. Và đây là tình huống mà chúng ta theo dõi lại cú tung người cản phá của người nhện Đặng Văn Lâm. Góc máy này mới cho thấy nó không hề dễ một chút. Haraguchi là người có bóng. Cầu thủ của đội bạn đang ngã. Không penalty. Đó là Ristu Đoàn. Đường truyền là của Endo. Ông Hassan sẽ xem qua công nghệ VAR. Thực sự là rất lo lắng. Một quả penalty cho đội tuyển Nhật Bản. Các cổ động viên của đội bạn cũng rất hồi hộp. Rất tiếc. Rất tiếc Đặng Văn Lâm đã đoán được đúng ý đồ sút bóng của số 21 đội tuyển Nhật Bản rồi. Vẫn là một phán đoán chính xác của Đặng Văn Lâm. Vẫn Trọng Hoa là người ngăn cản. Đoàn. Rất nhanh. Phải dành những lời khen ngợi. Đường chuyền dài. Không có gì khó khăn khi mà Đặng Văn Lâm vẫn có được sự tập trung cần thiết. Một tình huống bóng nguy hiểm của các thủ áo xanh. Bóng đi ra ngoài. Và lại thêm một lần nữa thì cánh trái đang trở thành một hướng tấn công. Tốt. Một tình huống cản phá xuất sắc tiếp theo của Đặng Văn Lâm. Rất hay. Phan Văn Đức. Cú sút. Ở trận đấu gặp Jordani thì các cầu thủ chúng ta sút bóng rất tốt, thậm chí là ở những khoảng cách xa hơn. Hợp lý dành cho Công Phượng. Cơ hội. Hùng Dũng. Bóng đá vào bóng Duy. Không vào. Những quả sút xa bắt đầu được sử dụng nhiều hơn. Và Hồng Duy vẫn là an toàn. Công Phượng. Công Phượng. Bóng lên chân của Văn. Lỗi của tiền đạo đội bạn. Osako đã băng lên với một khả năng càn lướt cực tốt, nhưng Đoàn Văn Hậu tiếp tục là người dùng cả thân mình. Vẫn đang là Công Phượng. Rất cố gắng. Công Phượng. Quay. Hùng Dũng sẽ là người đá ở tuyến giữa. Không vào. Một ngày tuyệt vời của Đặng Văn Lâm. Và thực sự là chúng ta đang cảm thấy sự hạn chế về mặt ngôn từ để ca ngợi thủ môn áo số 23. Đây là một tình huống mà chúng ta dâng cao đội hình dành cho đội tuyển Nhật Bản. Đặng Văn Lâm xuất sắc. Nguyễn Ngọc Hải hợp lý. Một trận đấu cực kỳ ấn tượng của Đoàn Văn Hậu. Lại là Takashi Inu. Văn Lâm. Chúng ta tận dụng mọi khoảng không gian nhỏ nhất có thể để dứt điểm. Đoàn Văn Hậu. Văn Toàn. Văn Toàn. Một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi Văn Toàn đã có thể làm nên chuyện. Một đường bóng loại bỏ hoàn toàn tất cả các cầu thủ Nhật Bản. Và người chuyền bóng là Đoàn Văn Hậu. Tả xung hữu đột. Công Phượng. Công Phượng. Thêm một cơ hội
giây nữa đã đến với đội tuyển Việt Nam. Chúng ta hùng dũng chờ bóng vào trong. Dành cho đội tuyển Việt Nam. Đường chuyền của Xuân Trường. Chính xác. Bắn toang. Thật tiếc. Thật tiếc cho động tác khống chế vừa rồi của Văn Toàn. Một pha bóng mà Lương Xuân Trường đã nhìn thấy đường di chuyển của Văn Toàn, một người đồng đội từ nhỏ của anh. Thế nhưng sẽ có một cú đưa bóng lên. Không còn kịp nữa rồi.